quý vị vẫn đang giữ băng tần của Việt Mỹ Television và ngay sau đây Phương Linh xin mời quý vị đến với bản tin Hoa Kỳ cùng với xứng viên Tuyết Nhi. Kính thưa quý vị, Hoa Kỳ tái khẳng định duy trì tự do hàng hải ở Biển Đông. Theo tờ Inquirer đưa tin, đại sứ Hoa Kỳ tại Philippines Sung Kim vào ngày 7 tháng 5 khẳng định cam kết của chính quyền Hoa Kỳ trong việc tiếp tục duy trì tự do hàng hải ở Biển Đông. Ông Kim đưa ra phát biểu sau khi truyền thông Hoa Kỳ đề cập về khả năng nước này hạ giọng ở Biển Đông để đổi lấy sự giúp đỡ của Trung Quốc trong vấn đề bán đảo Triều Tiên. Trước đó, theo tờ The New York Times vào ngày 2 tháng 5 đưa tin, chính quyền Hoa Kỳ có động thái bất thường khi từ chối đề nghị của Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương về việc đưa ra các chiến hạm Hoa Kỳ áp sát bãi cạn Scarborough tranh chấp giữa Philippines và Trung Quốc ở Biển Đông. Theo CNN vào ngày 5 tháng 5 dẫn lời, giới phân tích cho rằng đây có thể là động thái mới nhất của ông Trump nhằm xoa dịu Trung Quốc để nước này giúp giải quyết vấn đề hạt nhân ở Bắc Hàn. Tuy nhiên, ông Kim khẳng định tự do hàng hải và hàng không là các quyền cơ bản và có ý nghĩa chiến lược nhằm đảm bảo thương mại quốc tế. Tôi chưa xem qua những bài báo này, nhưng tôi có thể nói rằng quan điểm cơ bản của chúng tôi không thay đổi. Ông nói và nhấn mạnh rằng tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông không chỉ là mối quan tâm của Hoa Kỳ mà còn là vấn đề tác động đến cộng đồng quốc tế. Trang ZNews vào ngày 6 tháng 5, lời dẫn tư lệnh hạm đội của Thái Bình Dương Scott Swift cũng khẳng định Hoa Kỳ không thay đổi lập trường về Biển Đông. Vào hôm Chủ nhật, cựu Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói ông đặt hết cả niềm hy vọng vào các vị dân cử trong Quốc hội sẽ sẵn sàng nhìn vào những việc xảy ra và nói sự thật, ngay cả khi sự thật này mâu thuẫn với lập trường của các đảng chính trị. Tổng thống Hoa Kỳ gốc Phi đầu tiên đưa ra nhận xét kể từ hôm ngày 7 tháng 5 ở Boston khi ông được trao giải thưởng gương can đảm John F. Kennedy. Ông Obama nhận giải thưởng chỉ vài ngày sau khi Hạ viện phê chuẩn một dự luật có thể thay thế đạo luật chăm sóc y tế giá phải chăng, còn được gọi là Obamacare theo tên của ông. Thành tựu lập pháp mang đậm dấu ấn của ông. Giải thưởng này được đặt tên theo cuốn sách của ông là John F. Kennedy, Tổng thống thứ 35 của Hoa Kỳ, trong đó nêu gương của 8 thượng nghị sĩ Hoa Kỳ, những người đã mang cả sự nghiệp của mình ra đánh cuộc bằng cách bảo vệ các nguyên tắc đạo đức và theo đuổi những lập trường không được đa số ủng hộ. Trong số những người được trao giải trước, gần đây có hai cựu tổng thống là tổng thống George H.W. Bush và tổng thống Gerald Ford và cựu tổng thư ký Liên Hợp Quốc Kofi Annan và cựu tổng thống Ukraine Viktor Yushchenko. Kính thưa quý vị, Jordan bắt đầu cuộc tập trận chung Eagle Lion. Vào ngày 7 tháng 5, Hoa Kỳ và Jordan đã bắt đầu cuộc tập trận chung thường niên với tên gọi Eagle Lion, cùng khoảng 7.400 binh sĩ từ hơn 20 quốc gia tham dự. Các quan chức Hoa Kỳ và Jordan cho biết cuộc tập trận chung này sẽ bao gồm nhiều khoa mục như an ninh biên giới, phòng thủ mạng, diễn tập, chỉ huy và kiểm soát nhằm tăng cường khả năng phối hợp trong đối phó với những mối đe dọa như khủng bố. Chuẩn tướng Khalid al-Shara của quân đội Jordan, người chỉ huy cuộc tập trận, nhận định phối hợp với những nỗ lực chung trao đổi kinh nghiệm và rất cần thiết ở thời điểm khu vực đang đối mặt với mối đe dọa khủng bố. Trong khi đó, tướng Bill Hickman, phó tư lệnh chỉ huy quân đội Hoa Kỳ tại khu vực cho biết cuộc tập trận Eagle Lion năm đó có theo quy mô lớn nhất và phức tạp nhất. Theo tướng Hickman, điểm nhấn mạnh của tập trận năm nay là lần đầu tiên một nhiệm vụ tấn công mang tính toàn cầu sẽ được thực hiện bởi hai máy bay ném bom B-1B của Không quân Hoa Kỳ. Thông báo từ quân đội Jordan cho biết, binh sĩ từ châu Âu, châu Á, châu Phi và khu vực vùng Vịnh sẽ tham gia cuộc tập trận kéo dài đến ngày 18 tháng 5 này. Năm ngoái, Eagle Lion có sự tham gia của khoảng 6.000 binh sĩ Jordan và Hoa Kỳ. Đây là lần thứ 7 cuộc tập trận chung này diễn ra tại Jordan. Bắc Hàn xác nhận đã bắt giữ một công dân Hoa Kỳ với cáo buộc người này thực hiện hành động thù địch nhằm lật đổ chính quyền Bắc Hàn. Hãng thông tấn KCNA của Bắc Hàn cho biết người này là nam giới có tên là Kim Hak-sun, từng có thời gian làm việc tại Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Bình Nhưỡng, PUS. Hiện ông Kim Hak-sun đang bị giới chức Bắc Hàn tạm giam để tiến hành điều tra sau khi bị bắt giữ vào ngày 6 tháng 5 vừa qua. Vào hồi tháng 4 vừa qua, Bắc Hàn cũng đã bắt giữ hai công dân Hoa Kỳ là giảng viên của PUS với cáo buộc tương tự. Các vụ Bắc Hàn bắt giữ công dân Hoa Kỳ diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang liên quan đến chương trình hạt nhân và tên lửa của Bắc Hàn.
hiện Hoa Kỳ đã kêu gọi gây sức ép tối đa lên Bắc Hàn để nước này từ bỏ tham vọng hạt nhân. Hoa Kỳ cũng cảnh báo để ngỏ mọi khả năng, trong đó có một cuộc tấn công quân sự trong việc giải quyết vấn đề hạt nhân của Bắc Hàn. Thưa quý vị, Hoa Kỳ và đồng minh gửi thông điệp đến Trung Quốc. Theo đài tiếng nói Hoa Kỳ, hạm đội tàu Pháp đã tới Nhật Bản để chuẩn bị cho cuộc diễn tập quân sự chung với Anh, Hoa Kỳ và nước chủ nhà ở gần Biển Đông, theo Chinatopics.com. Đây là một thông điệp mà Hoa Kỳ và các đồng minh Anh, Pháp, Nhật muốn gửi tới Trung Quốc. Một bài viết trên mạng thông tin của Trung Quốc viết, Nhật và Mỹ đang lo ngại về các nỗ lực của Trung Quốc tiến hành hành động đơn phương khống chế Biển Đông, và Pháp hiện đang nắm giữ một số hòn đảo ở Thái Bình Dương, bao gồm New Caledonia và French Polynesia, cùng chia sẻ mối lo này. Theo ghi nhận của Reuters, việc thao dược chung của bốn cường quốc sẽ diễn ra gần đảo Guam, trong đó hải quân tập dược đổ bộ lên đảo quanh khu vực cách thủ đô Tokyo của Nhật Bản khoảng 2.500 km về phía nam. Các cuộc diễn tập với sự tham gia của 700 binh lính đã được lên kế hoạch trước khi Bắc Hàn tiến hành phóng thử phi đạn đạo hôm ngày 29 tháng 4. Tại hội nghị thượng đỉnh vào tháng 3 với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Tổng thống Pháp Francis Hollande xác nhận sẽ cử tàu tuần dương Genis DR-97 đến Biển Đông tham gia các huấn luyện quân sự với Anh, Hoa Kỳ, Nhật vào tháng 5 và trong những tháng tới. Tổng thống Pháp nhấn mạnh Nhật-Pháp sẽ tăng cường hợp tác, giúp việc triển khai chung của lực lượng hai nước trở nên dễ dàng hơn. Thống đốc tiểu bang Texas ông Greg Abbott vào ngày 7 tháng 5 đã ký ban hành luật cấm các thành phố trú ẩn, theo đó cho phép cảnh sát tra hỏi tình trạng di trú của bất cứ ai và các nhân viên công vụ có thể bị phạt tù nếu không hợp tác với chính quyền liên bang trong vấn đề nhập cư. Đạo luật vừa được ban hành ở Texas cấm các thành phố tự tuyên bố mình là các thành phố trú ẩn cũng như yêu cầu giới chức địa phương tuân thủ chính sách của chính quyền liên bang, bắt giữ các nghi phạm hình sự hoặc có thể trục xuất những đối tượng này. Theo đó, cảnh sát địa phương phải hỗ trợ các cơ quan nhập cư của liên bang trấn áp các nghi phạm hình sự sinh sống bất hợp pháp tại Hoa Kỳ. Thống đốc Abbott đã bất ngờ tuyên bố về việc ký ban hành luật này trên mạng xã hội Facebook mà không có thông báo trước đó. Ông Abbott nhấn mạnh các cư dân Texas kỳ vọng nhà chức trách sẽ bảo vệ an toàn cho họ, đồng thời cho biết các đạo luật tương tự đang được xem xét tại tòa án liên bang. Trước đó, dự luật cấm các thành phố trên đã dẫn đến các cuộc biểu tình ở Texas, trong đó có cuộc biểu tình ngồi tại văn phòng của ông Abbott. Hồi tuần trước, các cảnh sát trưởng của Houston và Dallas, hai thành phố lớn nhất tiểu bang Texas, đã gọi biện pháp trên là một gánh nặng đối với các cơ quan chấp pháp địa phương. Nhiều người cũng chỉ trích điều luật mới có thể bị lợi dụng để phân biệt đối xử những người Mỹ gốc Mỹ Latin và các nhóm thiểu số khác. Cảm ơn quý vị vẫn đang theo dõi chương trình tin tức của chúng tôi và chúng tôi sẽ trở lại sau vài phút quảng cáo với Tin Việt Nam.